Chắc có thể là bởi vì trong năm qua thì Hà tập trung nhiều vào kinh doanh cũng như là không có ra nhiều những cái sản phẩm nên là có thể là cũng sẽ ít có những cái thông tin về công việc để cho mọi người nhắc tới. Hơn nữa là Hà chỉ hơi ức chế một chút thôi là vì những cái tip mà luôn giật đó nó đều rất là thiệt thòi về phụ nữ. Tại sao lại cứ phải hà hồ sốt ruột thế này thế kia xong rồi cái thế mà Hà đứng tạo dáng rất là khó nên phải bám một cái đùi thôi mà cũng gọi là chủ sở hữu hết. Đại loại là những cái tích đọc thì tâm trạng vui thì nó sẽ cảm thấy vui, nhưng mà nếu không thì những cái người mà người ta không ưa mình lắm người ta sẽ đọc và người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu bản thân Hà. Thì Hà chỉ lâu lâu bị hơi khó chịu một chút như vậy thôi, còn lại thì cũng không vấn đề gì. Vì thực ra nói thật là mọi người vẫn còn nói về mình, mọi người vẫn ưu ái mình về những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống cũng như công việc, thì nghĩ một cách tích cực là nên cảm thấy vui hơn là cảm thấy khó chịu với những cái điều đấy, bởi vì nghệ sĩ là phải chấp nhận những điều. Nhưng mà ví dụ như là Hà, nếu mọi người để ý là trên Facebook cũng như Instagram mà Hà chỉ đăng, có đăng đi nữa thì là đăng tất cả những gì mà gọi là nhiều người chứ ít khi đăng riêng tư. Nhưng mà khi mà báo viết thì hay cứ nói là Hà khoe thế này, Hà khoe cái kia, Hà khoe tình cảm này, Hà khoe cái này, thì đôi khi nhiều khi làm cho người khác dễ hiểu lầm Hà. Chưa dám nghĩ tới điều đấy bởi vì chưa nghĩ là mình có thể giỏi đến mức độ mà có thể làm được tất cả mọi lĩnh vực như vậy được. Cái đấy chắc cần phải một cái sự va chạm và phải làm nhiều hơn nữa. Bản thân từ trước đến giờ diễn không còn cảm thấy chưa tự tin thì làm sao mà dám tự làm đạo diễn cho mình, nên là chưa dám nghĩ tới. Thực ra điều mà bây giờ Hà thích nhất á, là Hà muốn làm một cái gì mà mọi người cảm thấy bất ngờ ở vai trò ca sĩ của Hà. Bởi vì trước đây cái gì Hà cũng hát, ballad, nhạc dance hay là hình ảnh gì Hà cũng làm hết rồi. Ngay cả bản thân Hà bây giờ, tại sao mà Hà muốn trong cái con đường mình đi lúc nào mình cũng sẽ có một sự dồn dập, rồi mình phải ngưng nghỉ để mình tái tạo và mình suy nghĩ xem là những cái gì nó mới mình có thể phù hợp với mình để mình làm. Thì Hà hy vọng là vào năm 2019 này thì Hà chọn ra những cái sản phẩm mà sẽ tạo bất ngờ với mọi người. Ngay cả bản thân Hà cũng đang rất là tò mò để thực hiện cái sản phẩm này, nên là đó là cái điều mà Hà muốn chinh phục bây giờ. Chứ còn ham việc quá, làm những cái công việc khác này kia quá thì nó sẽ rất là ảnh hưởng những cái gì mà mình đã gây dựng, nên là Hà cũng rất là tỉnh táo trong một chuyện. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.